Đấy, cho nên nói để mà bè chim sâu, phải có những cái định hướng, phải có những cái gọi là cái như là nhìn nhận ban đầu. Còn trong cái vấn đề chỗ thằng anh rể thì qua những cái câu chuyện nó chia sẻ với tôi, thì chắc bà con cũng đã biết, đúng không ạ? Thằng anh rể chia sẻ với tôi, bà con thấy những ngôn từ nó nói ra là lắng lướt, không cho cái như là tôi kịp đáp trả luôn. Cái vấn đề về sao? Vì sau khi nó biết cái sự thật là Úc Hà là một trong những người không tốt mà đứng ra gọi giống chân dắt trên sâu, thì tôi lên nói Úc Hà thì vợ nó vào đã tấn công. Vợ thằng anh rể là chị nuôi chim sâu vào tấn công thôi. Đấy, rồi nó nhảy lên kênh của Úc Hà, bắt đầu là nó chửi tôi. Đó. Rồi sau đó thằng anh rể nó mới điện qua tôi, nó mới nói là xin lỗi. Sau đó và nó nói rằng anh cứ để cho Úc Hà một thời gian, anh đừng nói với Úc Hà nữa. Hôm nay tôi sẽ để cho bà con nghe tất cả những cái gì mà thằng anh rể điện qua tôi, mang tính chất rằng là dẫn dắt tôi đi vào cái câu chuyện của đó, để mà vấn đề giống như là bây giờ á, nó muốn làm tôi là để mà PA nó lên, để trở thành một cái vị giống Bồ Tát sống đó quý vị. Tôi nói là tôi không có dạy nó cái gì nữa, thật sự tôi thấy được, tôi nắm bắt được và tôi nhìn nhận được thì tôi phát ngôn. Còn cái gì mà muốn qua mặt tôi thì thật sự cũng không dễ, muốn mà để lợi dụng tôi để mà PA lên thì thật sự cũng không dễ đâu. Và hôm qua đang nói chuyện với quý bà con á, liên quan đến là cái đoạn thằng anh rể nó nói chuyện, thì coi như là tự nhiên là cái điện thoại là nó hết pin đột ngột, bắt đầu là nó tắt nguồn luôn, là tôi cũng là đứng hình luôn. Hôm nay là mời bà con xem tiếp. Và nhiều lắm, những cái mà thằng anh rể nói chuyện với tôi, những cái mà mẹ con của Long Tứ nói chuyện với nhau, đến bây giờ nó thật sự với con ở chỗ tôi như một kho tàng. Để cho bà con hiểu rằng cái bản chất trong băng nhóm này nó là cái gì. Nó có phải là giúp người hay không, hay là đưa chim sâu về để mà hợp thức hóa cái nhà sâu này để mà đền bù giải tỏa. Tôi nói thật sự quý bà con, một trong những cái mà đến bây giờ tôi cảm thấy tôi ôm bụng tôi cười. Hôm qua đó thằng chồng của Úc Hà lên nói một câu, vài bữa nữa anh chị nuôi gửi về mấy tiền làm mấy mâm, chứ bây giờ trục trặc máy bay về không được. Không phải trục trặc máy bay đâu, xem lại cái visa đó, cái trục trặc máy bay, thật sự máy bay là ngày nào cũng bay hết trơn hết trời. Xem lại coi cái giấy tờ mình đã đủ hay không, giấy tờ mình có coi như là hợp pháp hay không. Chứ nhiều lúc là quên là cái như là nhầm giấy, hoặc là quên nhầm ngày tháng, rồi cái như bây giờ nó quá hạn cũng nên kiểm tra lại cho kỹ. Đấy, cái này là tôi nhắc thôi nha, chứ tôi thật sự quý vị á, tôi thì tôi không áp đặt. Tôi nhắc lại bây giờ, xem lại cái hạn của mình đó là cái như còn hạn hay không, cái thời gian đó. Cái thứ hai, xem thử mà mình qua đấy bằng cái vấn đề gì, qua bằng cái như là xuất khẩu lao động, hay là qua bằng con đường du lịch, hay là cái như là dựng vợ gả chồng gì đó. Có nghĩa là tất cả mọi cái vấn đề qua thì nó có những cái hạn mức khác nhau đó. Thì xem lại mình đã đủ chỉ tiêu mà bây giờ để mà buốt vé về hay không. Chứ còn nó thật sự tôi không áp dụng đâu quý vị, tôi không áp đặt đâu. Có nghĩa là bây giờ cũng nhiều lý do mà mua vé mới đây không được. Chứ không phải là cái như là do trục trặc máy bay. Hùng cái như hùng gà mái lên bảo rằng do là trục trặc máy bay cho nên bây giờ anh chị nuôi không về được. Không phải trục trặc máy bay đâu, mà xem lại những cái thủ tục tôi vừa mới nói, mình sang đó theo cái diện nào. Cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, xem tất cả các giấy tờ bây giờ mình dùng được cái giấy gì. Cho nên cẩn thận, phải cẩn thận hết mức. Và đừng bao giờ có tư tưởng mà để mà đưa tôi để lên để mà dẫn dắt. Nó nói rõ luôn quý vị, thôi bây giờ anh đừng nói tới Úc Hà nữa, để cho Úc Hà khoảng 10 ngày 10 mấy ngày nữa đi, rồi cái như là em dìa rồi tính. Tôi nói với bà con tôi đỡ 10 mấy ngày nữa theo lời của thằng anh rể nó nói đó, thì xem như sự việc Úc Hà là cái như là nó chìm ngay, và Úc Hà cứ thế mà đẩy thôi. Úc Hà nó chuẩn bị cái bao đựng tiền rồi quý vị. Đó, bà con ha, Úc Hà là đi đâu nó mang theo cái bao đựng sẵn tiền đâu. Cứ nghĩ tiền của Mạnh Thường Quân đó là bây giờ chắc là thông qua miệng Úc Hà là dễ nuốt. Tôi nói đầu quá vậy, khi mà tôi không banh đó, chứ tôi banh là nó thật sự tôi banh là tặng cỡ như là cái con mối chúa luôn, tôi bắt được con mối chúa luôn. Và giờ bà con nghe những cái vấn đề chỗ anh rể chia sẻ. Nhưng mà ở nhà tôi hiện bây giờ em không có nhà để bây giờ là ngăn chặn để đừng cho ai quay hết. Tới ngày tôi về tôi sẽ mời tất cả những anh em trung cấp nào mà có thương yêu mơ mới chim sâu á, cứ lại nếu mà hỏi chim sâu nó đồng ý cho quay đó thì nó cứ thoải mái bình thường. Tại vì đó hiện bây giờ đang ở nhà tôi, cha mẹ tôi già,
rồi nhà cửa tôi cũng đang làm ăn công việc tùm lum hết, bây giờ lại quay đục xèo xèo rồi sao mà nhà cửa tôi làm ăn. Cái này là bài nè, hiện bây giờ đó, đó nếu mà cất nhà cho trên sâu thì đại đa số người ta tới thì người ta cũng đưa ra chỗ cái mà cái như là cái nhà của trên sâu đó người ta quay, chứ không ai vô nhà trơn trọi quý vị đó. Mà cái này nó đơn thuần đó là quay, là cái như là quay cho mẹ của là trên sâu nhìn thấy như thế nào đó thế hay không, chứ người ta đâu có tin tưởng thà, người ta đâu có tin tưởng ai chị nuôi, đúng không vậy? Mà ảnh có những cái gọi là lách la lách léo đó, lách la léo. Thì tôi nói thật sự quý bà con, tôi nói thật sự quý bà con, mà với như cái kiểu ri mà dỡ cái giọng mà cái như hổ báo cáo trồn đây đó, à, đang giữ con người ta, nếu con người ta nó tự nguyện nó đi á, mà nó không phải là người bệnh tâm thần thì nó khác. Còn con của người ta là một người bị bệnh tâm thần, có giấy tờ hẳn hoi, nghe mấy cha rồi đi mà gọi là giam giữ con người ta, đến bây giờ cái phụ huynh của con bé đó à, muốn cần để mà đưa về để trị bệnh, mà lũ bay nó còn ngoan cố quá à, lũ bay còn quá ngoan cố, nó nói một câu bây giờ muốn muốn thì xuống đây mà bác, muốn đây mà xuống đây đưa nó về. Tôi hỏi bây giờ đứa nào đưa đi, bây giờ phải bảo người ta đưa về hả? À, Thành Long Úc Hà đó là mang chắc là cái như là dẫn dắt đi, bắt chấp đi, bắt chấp trước cái như là mặt cái đám YouTube kia luôn. Còn thằng anh rể là chứa chấp à, nghe chưa? Đủ bay nó thật sự đã dạy rồi, mà dạy vừa thâu, dạy dạy quá, đây là một trong những cái gọi là cái như là dạy dai, dạy dai dạy dài quý vị. Nhà nhà dòng họ tôi cũng đâu có phải là mà ấy đâu anh, ví dụ anh hỏi, ví dụ đây là tôi một ngày đó anh em mình gặp lại, tôi chở xuống thẳng nhà tôi rồi chở sẵn lên nhà Long lấy đồ đạc gì dọc trên sâu được, thì đó anh cứ hẹn nghe ngay ngày ở đây là tôi đi về. Tôi nói thẳng bây giờ anh cho tôi cái ngày hẹn nào đi đây. Cái cuộc gọi đây quý vị, chiều là thằng anh rể nó điện cho tôi, tối hôm đó tối lại đó là con vợ nó lên trên kênh Úc Hà nó chửi tôi tan nát ha. Tí nữa tôi sẽ cho bà con nghe cái đoạn ghi âm sau, bà con chịu khó nghe xíu, nó dài lắm, nó dài như là nói thật sự như là cái từ đây xuống tới chỗ chưa sâu vậy. Thế 10 ngày nữa đó, 12-13 ngày đó anh cho tôi nghĩ cái ngày hạn nào là tôi chắc chắn tôi sẽ mua vé máy bay bay về cho anh thấy liền những gì tôi nói là có sự thật hay là không. Còn hiện bây giờ tôi đang ở Malaysia, tôi đi tới lui tới lui làm, tôi đang ở Cambodia Malaysia. Rồi, rồi sao bà Hà bà lên bà nói là cắt đất cả thằng Long với chim sâu là sao? Cái này tôi cũng tưởng bà nói cho mỗi chim sâu là sao? Anh nói sao nói lại? Bà Hà mới là chim đêm hôm, bà nói là cái nghe là chờ anh đồ dìa đó là cắt đất cho chim sâu với thằng Long đó hả? Nói chung là cho chim sâu. Cái thằng Long không có, còn lên đó mẹ thằng Long nghe, tôi cũng nghe cái mẹ nói đăng lên nói giờ kiếm mẹ nó kêu mấy chủ tịch xuống quay không quay á, thì giờ có tới pháp luật không cho quay, giờ pháp luật nếu mà bà thương con bà là bà không bỏ ở nhỏ không bỏ đâu, bờ giờ vậy nếu bà thương xót chim sâu á, bà đâu có để mà tới ngày mà bà không có mới lên mạng mới coi hoài mà nó thấy chim sâu con bà quỳ lạc. Bà con ha, cái thông tin á, cái thông tin mà mẹ của chim sâu bỏ chim sâu lúc nào mà cái chim mà bọn này nó nắm là nó đi một bài hết quá vậy. Có nghĩa rằng bây giờ nó thật sự ra đó, chỉ có cách mà nó tung cái thông tin mà mẹ ruột bỏ đó để nó đôn cái giá trị mà cái giá trị đồi bại của con Úc Hà nó mới lên được một tầm cao mới. Đúng không? Mẹ của chim sâu vẫn đi lao động, vẫn để lo cho chim sâu. Người ta bỏ chỗ nào? Hả? Bỏ chỗ nào bây giờ lũ bay cái là ai cũng lên nói là mẹ chim sâu bỏ chim sâu, mà thậm chí nói rằng cái chỗ chim sâu và cái như là thằng em của chim sâu à, có những cái vấn đề ABC đó mà tôi nói rồi. Cái thời điểm đó thì bà con cũng đã nghe là cái thời điểm thằng cu nhỏ đó nó có 8-9 tuổi thì nó làm ăn gì được hả? Mà bảo rằng bây giờ 500.000 để mà thế này thế khác, lưu cái clip lại lập vi bàn đập cho Khà một trận về pháp lý đi à, lấy cái thông tin của một đứa bị bệnh tâm thần à, để mà đăng lên cộng đồng mạng để bôi xấu mẹ ruột chim sâu. Đây là một cái hành vi, xin thưa quý vị, có phải là cái hành vi của một người đi làm thiện nguyện của một người mà Phật giáo hòa hảo như Úc Hà không quý bà con? Chứ tôi thấy cái đạo Úc Hà là cái đạo dù dù chứ không phải là Phật giáo hòa hảo. Phật giáo hòa hảo người ta làm cái gì, người ta hành thiện nó cũng làm ý nghĩa lắm.
Còn Úc Hà là cái đạo dù dù, à, cái đạo dụ, đạo u u. Thấy chưa? Đừng có lên mà để cái mấy cái từ Phật giáo hòa hảo làm ảnh hưởng đạo của người ta. Thấy Úc Hà, đừng bao giờ mượn đạo tạo đời. Đó, nhìn cái mặt nó thật sự, nhìn cái mặt như cái bánh bao mà lên cộng đồng mạng cứ là ma mị thế này đã khác. Nhìn cái miệng quay sách là biết rồi. Đúng không? Nhìn cái miệng đấy bà con có tin hay không, chứ thật sự trong cái sách tướng học đó, nó một trong những người gọi sáu cá điêu ngoa. Đó, miệng mà nó thật sự, nhìn cái miệng đấy. Đó. Vậy đó, chứ là vậy đó. Có thấy tội không? Có thấy tội trên sau không? Có thấy tội con mình không? Mà tại sao lúc đó ở đâu? Mà không lên tiếng, mà giờ nghe có nhà ở cửa gọi cái bà nói giờ ổng cho xuống quay kêu mang. Đây, em nói thẳng với anh, xuống nhà em miệng bây giờ cho bán mở pháp lực lại đó. Là thách đấu ngàn à, cô bán. Là thách đấu đó. Đó, nó mời pháp lực lại đó. Đó, thì cứ làm theo yêu cầu của thằng anh rể. Đó, cứ làm theo yêu cầu anh rể. Đó, nó đang gọi là cái như là chứa chấp. À, một trong những nơi mà chứa chấp cái như là để mà chân dắt. Nha. Tôi nói quý bà con bây giờ đó, mẹ của Chim Sâu đâu có cần căn nhà đâu. Hiện bây giờ bà còn có một cái có còn một cái căn nhà của bà đang bỏ trống mà. Đúng không? Mách chi, mách ông, mách cha gì mà đưa xuống tận Vĩnh Long mà làm căn nhà đó làm gì, để cho Chim Sâu nó xa gia đình, xa họ hàng của nó. Họ hàng của nó đâu phải ở lại tại Vĩnh Long. Xuống cái đó để tiện bề chân dứt, để tiện bề kể như là sai khiến Chim Sâu. À, tôi nói một đứa mà bị bệnh như Chim Sâu á, là chỉ cần nó ra nó diễn trò mà ôm con gấu mà cứ ru ru hát ru con đó ha. Tôi nói tiền mạnh thì quân đố gì à, ầm ầm luôn. À, cha nuôi gì mà mất nết, cha nuôi gì mà nói thật sự không có một cái liêm sĩ nào hết trơn hết trời. À, bách con người ta đứng ôm cái là cái con gấu bông mà bảo ru hát ru con đi. Mà cha nuôi mà chọt vào nỗi đau của một người phụ nữ. Chim Sâu nó vẫn là một người phụ nữ, tuy cái đầu óc nó không tỉnh táo nhưng nó vẫn là một người phụ nữ, cũng mình cũng phải là tôn trọng nó chứ. À, đủ bay sao bây giờ bay đưa con người ta, một trong những người bị bệnh mà bay ra đó để làm trò chơi. Thấy hai cái vợ chồng Úc Hà thằng Hùng. À, rồi thằng anh chị nuôi, ủa bà cũng bay bay mạnh thường quân cái gì, bay là mạnh thường quân cái mạnh thường quân cái gì đó, đến bây giờ người ta đó à, không kể như là tiếp cận con được, người ta về 2-3 ngày hôm nay rồi đó. Mà lũ bay nó thật sự ra bây giờ bay đi làm từ thiện cái gì, bay chia cách tình mẫu tử của người ta mà bảo rằng bay đi làm từ thiện, bay làm từ thiện ai chứng hả? Bay không có cái tâm thiện mà bay đang lợi dụng để bay kể như là nhận cái vấn đề mà cái vấn đề đền bù đó. Rồi đất đâu rồi, 160 mét vuông rồi, dục lên ai là người đứng tên, rồi đất đó thuộc đất gì đó, đất đó là đất thổ cư hay là đất nông nghiệp hay là đất trồng cây lâu năm hay là đất nuôi trồng thủy sản, dù ai là người đứng tên đó mà đất như vậy cấp nhà lên có được hay không đó. Mình phải nói thật sự, mình nói là mình dục lên liền đó. Mấy ngày nay chờ mỗi con mắt chờ mà nó thật sự quý vị mà không dám ngủ luôn, sợ nó dục lên. Đấy, người ta coi trước có nghĩa là tôi cũng muốn là ưu tiên coi trước xem cái số nó ngang dọc ra sao đó, rồi đất đó là ai đứng tên thế nào đấy. Đừng cứ lên cộng đồng mạng mà chơi kiểu là ôm bom mà bom xịt đi nổ, bỏ đi cưng. Cũng không có được quyền quay nhà em đó. Em nói thẳng, bả ngon thằng nào YouTube nào dám hiện bây giờ xuống quay nhà em không? Em nói thẳng. Còn nếu mà em nói với anh, nói với như cái nhà của ông thì ai đâu quay làm chi, đúng không? Người ta quay trên sau, quay ông làm gì, quay nhà ông làm gì, đúng không? Quay nhà ông thật sự là nó nặng dung lượng mấy được gì đâu. Đó, thì bây giờ nó thật sự đã cho cái nhà Chim Sâu thì ra đấy quay chỗ Chim Sâu chứ quay chỗ nhà ông làm chi. Người ta quay PA cho ông có được cái gì đâu. Đó không? Đúng nghề ông rồi còn nữa. Ông lên cộng đồng mạng, ông hổ báo cáo chuồng vừa thôi, ông điện cho người ta. Người ta đang xót con. À, rồi ông nó thật sự, ông có đặt cái tâm lý ông là người con hay không? À, ông có đặt tâm lý mà nếu mà con của ông như vậy thì ông nghĩ thì sao không? Mà bây giờ ông lên gọi là hô báo cáo trùng với là mẹ Chim Sâu, à, với là dì Tám. Đó là một trong những cái thật sự quá bây giờ đó. Mà nên nhắc chỗ là mẹ Chim Sâu một lần nữa, nếu mà rời khỏi chỗ Úc Hà thì đừng bao giờ mà dính vào chỗ vợ chồng thành màu đen. Đây là một trong những cái mà tôi nên cảnh giác, à, cảnh giác trước, được thằng trước mất đằng sau, à, khỏi mất lòng.
đêm hôm là Hăng Nguyễn có điện qua chỗ là thành Mỏ Đen á, bảo rằng xin cái số của là mẹ Kim Sâu, thì nó không có, nó không có số. Tôi nói thật sự quý bà con, bây giờ đó, bây giờ nghe nó là con vợ mày cái như là học lục học đồ ra đấy Mỏ Đen, làm một lá đơn giúp mẹ Kim Sâu kìa, còn không giúp được á, thì để bà liên lạc qua tao, lũ bay đừng nói thật sự, tao không có quay đâu, nó thiệt tao không có quay cái đồ hết trơn rồi á. Bà con thấy rồi, kênh của tôi không phải là cái kênh để đi quay sàn xí, mà kênh của tôi là để nói những cái câu chuyện nó bất bình trong xã hội. Bất kỳ kênh nào cũng chạy, ba kênh Lang Thang Sài Gòn, Công Tâm TV, với kênh này từ là 6 giờ tối, 18 giờ chiều đó cho đến là cái như là 22 giờ, tôi kéo ba kênh vậy. Những nội dung nào xã hội nóng bỏng là tôi kéo như vậy đó. Chứ tôi đâu có thời gian mà đi quay như Mỏi Đen đấy, mà mày nghĩ mày đưa cái số điện thoại bả rồi tao đi quay hả? Không có đâu kinh nha. Hay là bây giờ nói thật sự á, sợ đưa cái số điện thoại bả rồi cái như là tao điện tao nói cái như là cái sự thật là mày đang ăn chặn tiền rồi, kể như là cái như là để bả tắt mày ra. Không có là tao nói, tao lên cộng đồng mạng tao nói á, chứ tao không điện nói ai đâu. Tao lên tao nói là tao lên ngay cả cộng đồng mạng tao nói tránh vợ chồng Mỏi Đen ra nha, cô bán đừng có tin tưởng, riêng vợ chồng Mỏi Đen phải tránh ngay tránh xa và tránh liền. Úc Hà 1 chứ Mỏi Đen nó phải 10, nên cẩn thận. Mà thoát ra được Úc Hà thì nó thật sự cô mà chính vào cái thoát Mỏi Đen á là không bao giờ thoát ra đâu. Nó vừa cánh tiền mạnh từ quân xong, nó quay sang chữ mạnh từ quân là lên bờ xuống ruộng, thì cái dạng đây là không đáng dùng.